chị hai cái thì em cũng thấy có lỗi cho nên là em sẽ nương tay với chị. Tình bạn là ở đây, mình có đồng đội chứ. Đây các bạn, lấy. Đúng. Qua kia đứng, qua kia đứng. Đó. Thôi khỏi, khỏi đụng nước hiểu không? Dạ. Ủa? Khỏi khỏi đụng nước. Ủa là cái tình gì vậy? Sao có người ăn phải là phạt đội đó. Thật ra là lúc đó là ekip đã biết trời gió không có thuận lợi cho nên là sẽ không có bay. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn thử các bạn thôi. Ôi mà cái này em sợ thiệt. Em rất sợ đô ca tại vì á, lần đầu tiên mà em chưa bao giờ mà em chơi những cái trò em như là kể cả cái trò mà cano kéo dù á, em không chơi luôn. À, em đừng có diễn. Nếu mà em sợ độ cao tại sao em ở penthouse? Tại sao em ở penthouse? Tại vì nó có mặt đất, nhà em bích bùng hết trơn à. Ờ nhà kính lắm anh. Ôi dạ. Bùng luôn. Đúng rồi, không có cho thò đầu ra ngoài luôn. Gói song sắt nữa. Gói song sắt nữa. Thôi. Cái mùa 2 này của chúng ta thì chúng ta đi qua khá là nhiều vùng biển, đúng không? À, đến mức mà ekip chúng tôi gọi vui là mùa 2 là mùa biển hội. Mùa biển hội. Tại vì hầu hết các tỉnh chúng ta đi đều có biển cả. Sáng là chơi ra biển, còn tối là vô nước biển luôn á. Sáng là chơi ra biển, còn tối là vô nước biển luôn á. Rời biển Đà Nẵng, chúng ta đã đến một cái vùng biển khác rất là đẹp. Nhưng lúc đó thì trời cực kỳ nóng. Các bạn có nhớ là ở đâu không ạ? Quy Nhơn. Kỳ Co. Sau Kỳ Co, chúng ta đi Phú Yên. Phú Yên là các cái bạn nữa. Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. Trời ơi, trời ơi. Em thích mấy game chơi dính với nước nha. Mê lắm. Chị tá là không có tay nghề. Ừ. Cái tay em chật như vậy rồi, em đau, em nhức quá. Thì ít ra cũng phải xoa bóp rồi nọ. Rồi, từ từ nha, bỏ lại đây. Đúng. Em đo huyết áp chưa? Đo. Huyết áp em sao chị? Huyết áp em ổn nha. Dạ. Dễ tay không sao đâu. Ủa? Rồi, đó, là xong em nói không được, cái tay em bị ấy rồi, chị phải làm giùm em. Xong, bắt đầu chị bỏ. Mà chị lấy đâu cái dây lụa, bà quấn tuốt đằng kia mà bà quấn. Hồi em có biết em chơi xong tê tê, nó không đau nữa. Em nói trời ơi, hay quá, y tá có tay nghề, quấn không đau nữa mà nó chuyển nó tê, nó tím cái tay luôn. Tại vì đó không thấy chị tá nữa. Chị đi đâu rồi? Lúc chúng ta ghi hình đó là rơi đúng vào cái đợt nắng nóng đỉnh điểm. Cho nên là Phú Yên không còn hoa vàng và cỏ thì cũng không có còn xanh. Tuy nhiên cuối cùng chúng ta vẫn có rất là nhiều hoa, các bạn có nhớ không? Có rất là nhiều hoa. Ý là sáu bà nữ là hoa đó, những bông hoa xinh đẹp. Sáu bà nữ vui nha. Em rất là bất ngờ với lại lần đầu tiên mà em gặp Phước ngoài đời luôn á. Ủa dạ? Đúng rồi. Thì không biết sao quay tập tới hai anh em không nói chuyện với nhau nữa. Không rất thân lắm mà. Ngọc Thành Nhâm. Ngọc Thành Nhâm. Nhớ không, đó. Nhưng mà em bất ngờ Kali nha. Kali lúc đó đang sốt á. Đang sốt bệnh mà chịu khó chơi hết mình luôn á. Bất ngờ ghê luôn. Thử thách bóp bóng thì chắc Huy chỉ được xem lại ở trên TV hoặc là YouTube thôi đúng không? Còn thêm một phần nữa Huy cũng chưa được coi luôn. Tạt nước nữa vậy? Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạt coi nước, nha. Phun nước vô mỏ. Trò chơi tưới nước cho hoa này, một người dùng tay chỉ hướng, một người xoay mặt. Nếu người xoay mặt ngược với hướng tay thì thắng. Ngược lại, nếu xoay mặt cùng hướng với tay thì thua. Ai thua ở lượt đấu của mình sẽ bị đối thủ tạt nước. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Em hiểu ạ. Bây giờ cặp nào chơi đầu tiên ạ? Tôi xin cử gà chiến của tôi. Đó chính là... Ủa? Bên đây có chơi không? Tôi muốn hái hoa bên đó. À. Tôi muốn hái thứ hiệu. Hái thứ hiệu. Hiệu thì hai. Trời ơi. Rồi chơi ai trước gọi tôi xì đi. Hỏi lên đi phát đi. Cho em chơi trước luôn kìa. Quẹt quẹt chứ quẹt tôi xì gì. Cho em chị gì trước á. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. Yeah. Rồi xong rồi đúng không? Đó hiểu đó. Bông hoa này héo quá, cần được tưới nước thôi. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Trời ơi. Ơi. Thôi rồi, xong rồi. Thực ra đây phải là gà chiến, mà gà cúm nha mọi người. Thật sự á, anh phun có mấy bữa không phun là em thắng rồi. Tạt đi cưng. Má, trời đang nóng. Mạnh lên. Giữ ca lại nha, đừng phóng ca đi. Đúng rồi, tét mặt nha. Tạt mạnh lên. Ủa?
Ủa trời ơi, sao anh tạc anh vậy? Sao thêm rồi? Sao tạc xuống vậy? Ai bị đứng gần? Đâu, anh là thầy của chị, anh cũng phải chịu trận thôi. Con, lên mâm. Lên mâm. Cúng con đi. Luộc cúng con luôn rồi. Trời, có con luộc gì trời? Kali. Kali, Kali tiền đền giỏi bên này nè. Ai? Nam Thư. Dữ gì vậy? Dữ gì bay? Ủa hai chị em giả bộ lại hả? Chà chù. Trời ơi, chưa chơi thấy cắm đầu rồi. Chưa chơi thấy cắm đầu rồi. Chưa chơi thấy cắm đầu rồi. Rồi quánh đường xì đi cho vui. 1, 2, 3, xì. Bán quyết định. Rồi em trước. Rồi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đây, chết luôn. Chết luôn. Chết luôn. Rồi tới chị. Ủa chị làm hả? Đúng rồi. Vậy cái nhịp xíu nha. Ok. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Thắng rồi. Thắng rồi. Rồi. Ai thắng? Chị Thư. Chị bá thử trợ thôi. Thắng mà không biết nữa. Em đang còn bị lót quá. Rồi em đạt nha. Rồi. Em xin lỗi chị. Trời ơi. Trời ơi. Ủa dạ. Ủa. Ủa dạ sao vậy? Sao tự nhiên đứng chịu chặn vậy? Ủa? Em lấy cái cà không phải hướng này nha. Cà tiếp theo. Kiều Minh Tuấn. Gãy tay phải chơi với gãy tay. Hai ba. Anh Tuấn làm mạnh lên cái đầu lắc mạnh lên. Một đường thôi nha. Một đường thôi nha. Một hai ba. Một hai ba. Hay quá. Ủa? 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 Anh bắn thì tôi luôn. Anh bắn thì tôi luôn. Tự nhiên bắn người ta. Từ từ. Rồi. Một hai ba. Một hai ba. Rồi. 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 Hay quá. Cái nữa. Một hai ba. Hai ba. Thua rồi đó. Thua rồi, đâu chơi nữa. Một hai ba. Hai ba. Rồi. Mình né đi vậy. Ủa trời chơi lớn vậy. Ai ơi. Ai ơi. Ai quá. Ai. Đàn ông gì mà rơi quá. Chơi dơ quá. Cầm chưa? Tôi Tú lên, Minh Tú. Tú, lên với anh Giang Tú. Trời ơi, tôi nhường nhịn cô bao nhiêu lâu nay rồi. Cô kéo nó nấu lại phía sau để ghi hình nào. Đó rồi. Rồi. Anh Giang mỗi lần gái đẹp, anh hay yếu không vía luôn. Anh mà thua anh đừng nhìn mặt tôi á anh Giang. Đúng rồi. Sẵn sàng chưa anh Giang? 1, 2, 3. 2, 3. Hay quá. Hay quá em gái ơi. Hay quá. Ủa? 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 Hay vậy lắm. Hay vậy lắm, thua cái tôi cười lớn nhất. Táo lên chị, tỉnh táo lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Như vậy? Yếu không vậy? Anh đàn đàng hoàng nha. Có những kiểu đạt là ví dụ như là mình trái tay, thuận tay, còn những cú ngược tay nữa. Cú ngược tay sao? Giống như dằn đá vậy. Nè, đó. Điều. Là trẻ em đâu hả? Trời ơi. Là trẻ em đâu hả? Trời ơi. Trời ơi. Rồi, bây giờ ai? Dạ. Có gì nói chuyện không? Có nói chuyện gì trước khi chơi không? Không, không. Chơi bút cao. Dạ, để em. Chơi một cái show cho anh. Ai mà thua tặng chơi cái show. Đúng rồi, chơi một cái show đi. Cô làm như con thắng hay gì? Chơi năng lượng đi vũ trụ. Bây giờ trước khi chơi hỏi nè, muốn thắng cuộc chơi hay là thắng cuộc hôn nhân? Ủa gì liên quan là sao? Gì tự nhiên sao đem chuyện gia đình quân ra vậy? Liên quan gì? Thường thường đi chơi game mà thắng là về nhà vợ chồng lục đục. Tôi toàn thua về nhà vợ chồng hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc không? Tôi muốn bắt lưng chồng. Nói với anh chắc vợ em ly dị luôn rồi đó. Chơi tự nhiên chơi game thắng cái chơi vợ chồng không hạnh phúc. Mà bữa giờ tôi thắng không? Hay là anh trù vợ chồng tôi? Anh ly dị anh mới vừa làm. Anh ly dị anh mới vừa làm.
Chơi đi. Chơi chị ơi. Rồi em chơi đi. Chơi, em chơi trước hả? Ừ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá. Một, hai, ba. Hai, ba. Hay quá. Hay quá. Hai con. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đi trước người ta nữa. Ủa gì hả? Em bị trước nhịp hả? Đúng rồi. Còn lượt nữa mà. Đúng rồi. Vậy anh đếm nhịp giùm em đi chứ. Cái nhịp em trước, em bị trước nhịp. Chuẩn bị. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, ngày cấm, ngày cấm, ngày cấm. Chị chứ. Ủa em. Ủa em ơi. Hãy tin vào em. Rồi, chuẩn bị. Bít trái phải. Bít trái phải. Ủa sao mấy bên này ngoài vậy? Dạ nó quen cái cơ khớp đầu bên đó rồi. Chuẩn bị, chuẩn bị. Áp lực quá à. Buka cái này nữa là thắng đó Buka. Thôi. Đừng như vậy. Quê cái nữa nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá. 5 cái rồi. Gì vậy? Gì vậy? Ủa, nghe một lần được không? Không. Không. Chuẩn bị. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trời ơi. Ủa. Mua cái vô đập đầu suy nghĩ của em vậy đó. Hai người tàn thu danh gian luôn đi. Tàn thu lạc bà cho rồi. Cái hai người tàn thu tôi luôn đi. Cái hai người tàn thu. 2, 3. 2, 3. Đó. Em. Nói chung là em cũng thương chị Dạ. Cái này đồng đội em cho mọi người nắm vào chơi, chơi nhẹ vào chiếc này và dạ, chúng ta cùng tạt được. Bỏ vào vai em đi. Hợp lực. Dạ. Vô. Có nghĩa là hồi nãy em lỡ đánh chị hai cái thì em cũng thấy có lỗi cho nên là em sẽ nương tay với chị. Tình bạn là ở đây, mình cũng có đồng đội chứ. Đây các bạn, lấy. Đúng. Qua kia đứt, qua kia đứt. Đó. Còn khỏi khỏi đụng nước hiểu không? Dạ. Ủa? Ở trong nước. Ủa là cái tình gì vậy? Sao có người ăn phải là phạt đội đó. Thật vô nghĩa. Hợp lực. 3 2 1 Tao giả câm lặng luôn rồi. Nè, anh cũng bị ướt giống em rồi chứ có hơn thua gì. Mấy hôm trời này đang nóng mà đúng không? Tưới kiểu này chết qua hết. Em không thấy là khán giả thấy mặt mộc của Lương Lâm Vĩ Dạ. Chị nghe lại đi, chị nghe lại đi. Mặt chị thấy ghê quá. Mặt mộc của Lâm Vĩ Dạ đã lòi ra rồi. Mấy anh chơi đi, mấy anh chơi giỏi hơn á. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, tự xử. Anh trước đi, anh làm tôi trước đi. Ừ. Anh thương tôi không? Thương. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Hai, ba. Trời ơi, giỏi quá vậy. Hay quá. Anh ơi, đã làm gãi tay em, anh cho em một lần. Anh đúng đã làm gãi tay em. Em còn làm lại mà. Anh đưa anh tay em sao? Không sao. Thua thì bị tạt thôi. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Cái gì vậy, người ta thắng không? Lâm mới là Lâm á. Tôi thân bại danh liệt rồi. Tôi thân bại danh liệt rồi. Hôm nay chúng ta không có hai người đó là Ngọc Phước và Nguyễn Quý Huy mà đã chơi lăn xả như thế cũng đã là một thành công rồi. Quá vui rồi. Quá vui rồi. Các hai người kia dễ vui bằng vậy. Bây giờ hai người không mất cười. Không mất cười. Bây giờ đang kiếm ăn gì trên đảo thì cũng không được kiếm được gì đâu. Rồi cũng thân xác hao gầy rồi cũng đi về cát bụi thôi. Tao nói nặng vậy. Tao sợ vậy. Hôm nay vui không? Vui. Thế có khi nào á nãy giờ anh em mình chơi quá trời mình thua xong rồi hai người đó đem lại cái gì đó cho anh em mình không?
giống như đem lại chiến thắng cuối cùng á. Ồ, bạn hả? Quá, 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 không nên làm hư bạn. Quá, 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 không nên làm hư bạn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả mọi người đã có những cái giây phút dù nắng nhưng mà cho hết mình. Đúng, đúng quý vị, đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do, Tự Do. Yeah.